Nhồi máu cơ tim cấp là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở mọi độ tuổi, đặc biệt là những người mắc bệnh mạch vành. Vậy đâu là những dấu hiệu giúp nhận biết sớm và giờ vàng để can thiệp? Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem chia sẻ từ chuyên gia của chúng tôi. Nhồi máu cơ tim thì là có đa số thì là những cái triệu chứng mà điển hình thì bệnh nhân sẽ có cái cảm giác là đau tức ngực và cảm giác là đau cảm như đợt bị đè nén, và cái thời gian đau này nó kéo dài hơn những cái cơn đau ngực bình thường, và bệnh nhân có cảm giác là có thể hồi hộp chống ngực vã mồ hôi đấy. Đôi khi là có những bệnh nhân lại có cái cảm giác là rất là bồn chồn đấy, do nắng hơn bình thường, cảm giác người nó khó chịu một cách bình thường, mà có thể là cái khó chịu lên lan từ bụng này ra lưng này lên cằm ra cánh tay. Và đôi khi một số bệnh nhân lại không phải là các triệu chứng cơn đau điển hình thì bệnh nhân sẽ có cái cảm giác như là nóng ở vùng thượng vị, đau tức thượng vị, đôi khi có thể là có thấy đầy bụng khó tiêu. Đấy, một số trường hợp thì lại có cái cảm giác là tim đập nhanh, hồi hộp. Đấy, một số trường hợp lại có tình trạng là tụt huyết áp và choáng ngất một cách đột ngột. Các triệu chứng của nhồi máu cơ tim thì cũng rất là dễ bị nhầm lẫn với các triệu chứng như của viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim, phình tách động mạch chủ ngực, hay là các triệu chứng như ngoài tim mạch ra như là các triệu chứng về của đường tiêu hóa. Mức độ của nhồi máu cơ tim nếu mà không được cấp cứu kịp thời ấy, thì nó rất là nguy hiểm, bởi vì trong trường hợp mà nếu không được cấp cứu và xử trí một phương pháp đúng kịp thời, bệnh nhân có thể gây các biến chứng về tổn thương cơ tim nặng lề và có thể gây tử vong. Thì như chúng ta đã thường nghe bao giờ cũng thấy là người ta hay nói cái giờ vàng. Đấy, thì đối với nhồi máu cơ tim cấp thì 1-2 tiếng đầu sau khi xuất hiện triệu chứng thì gọi là giờ vàng, và ít nhất trong 6 giờ đầu từ khi xuất hiện triệu chứng thì cái lạc sẽ làm giảm được cái nguy cơ giảm cái hoại tử của cơ tim và giảm được các biến chứng rồi mà suy tim sau nhồi máu cơ tim. Đấy là những cái mà gọi là giờ đấy, gọi là giờ vàng. Và nếu như trong trường hợp mà bệnh nhân không được cấp cứu kịp thời mà không được xử lý sau cái giờ vàng này thì các biến chứng nhồi máu cơ tim mình có thể gặp đấy là tình trạng là suy tim nặng lên, đấy, sốc tim, bệnh nhân khó thở nhiều, dữ dội, tụt huyết áp, và có trường hợp là phải sử dụng các thuốc vận mạch cũng như là các dụng cụ hỗ trợ như là bóng xung động mạch vành. Đấy. Hai nữa là tình trạng là có thể gây ra cái hở hai đa cấp do đứt dây chằng cột cơ. Và trường hợp nữa là đặc biệt là những cái rối loạn nhịp. Đấy, dối loạn nhịp, đặc biệt là dối loạn nhịp RONV hoặc sốc hoặc rung thất có thể gây tử vong. Đấy, còn một biến chứng nặng nữa đó là thủng vách niên thất ở cái thành tự do, vỡ thành tự do, vỡ tim, mà bệnh nhân có thể ngừng tim, tử vong trước khi chúng ta xử lý các cái can thiệp. Thì đối với những trường hợp mà chúng ta phát hiện ra nhồi máu cơ tim tại nhà hoặc là tại không phải cơ sở y tế, trong trường hợp mà bệnh nhân còn tỉnh táo cũng như là bệnh nhân có triệu chứng là ngất hoặc là ngừng tim, thì đầu tiên mà chúng ta đã phải gọi cấp cứu 115. Trong trường hợp thời gian đợi đấy, chúng ta sẽ tính ở nếu bệnh nhân tỉnh táo thì mình sẽ cho bệnh nhân dừng tất cả các hoạt động bệnh nhân đang hoạt động lại, có thể ngồi nửa ngồi nửa nằm tựa. Sau đấy thì chúng ta sẽ cho thể cho ở nhà bệnh nhân, mình sẽ đưa cho bệnh nhân là thở một cách nhẹ nhàng đều đặn, tránh cái tình trạng hít quá sâu để gắng sức, bởi vì mỗi một gắng sức sẽ làm cho cái cơn đau ngực nó tăng lên và làm cho tình trạng có thể suy tim nó nặng lên. Sau đấy thì nếu trong hiện tại tại nhà và tại cái điện nơi mà mình cấp cứu mình sửa chữa chế mà có các thuốc để về thuốc giãn mạch, trong trường hợp bệnh nhân đau ngực nhiều quá, chúng ta có thể cho bệnh nhân ngậm dưới lưỡi, đó là các nhóm thuốc Lytoderm hay còn gọi Lytoglycerin, và bệnh nhân vẫn còn triệu chứng đau thì chúng ta có thể cho bệnh nhân ngậm lại hoặc xịt dưới lưỡi sau 5 phút. Và nếu lúc đấy chúng ta có cả thuốc chống đông hay còn cái gì người ta còn là aspirin ấy, thì mình có thể cho bệnh nhân uống một viên 300 hoặc là 3 viên 75 hoặc 3 viên 100mg đấy, trong thời gian mình đợi 115 đến. Còn cái trường hợp mà bệnh nhân mà có triệu chứng ngất ngừng tim rồi đấy thì bắt buộc chúng ta phải xử trí cấp cứu ngừng tim càng sớm càng tốt, bởi vì cái giờ vàng trong vòng cứu sống bệnh nhân trong vòng 5 đến 10 phút đầu rất là quan trọng. Thì lúc đấy ngoài cái việc gọi cấp cứu 115 ra, chúng ta sẽ phải đặt bệnh nhân trên một cái nền cứng nằm ngửa và kiểm tra xem là họng mũi của bệnh nhân có các dị vật hay không, để cho bệnh nhân nằm mặt thì nghiêng, sau đó chúng ta tiến hành ép tim. Và lúc này thì ép tim thì tay bệnh bác sĩ hoặc là tay người nhà là hai tay phải lồng vào nhau, đặt trên ngực bệnh nhân và đặt giữa hai khoang vú của bệnh nhân. Sau đó chúng ta ấn một cái lực một cách vừa phải để làm sao cái lồng ngực của bệnh nhân lún xuống khoảng tầm 3-5cm và ép liên tục như thế trong vòng 100 chu kỳ 1 phút để giúp cho cái việc thúc đẩy quả tim đập trở lại trong thời gian mình đợi cấp cứu.